Chào mừng các bạn đến với kênh Cô Nga Mầm Non. Cô chào các con. Hôm nay cô Nga Mầm Non xin kể cho các con nghe câu chuyện Rùa Con Tìm Nhà. Có một chú rùa con vừa mới nở được mấy ngày đã vội đi tìm nhà của mình. Thấy tổ ong trên cây, tưởng đó là nhà của mình, rùa con vươn cổ lên hỏi: "Có phải nhà của tôi đây không?" Nhưng đàn ong bay túa ra làm rùa con sợ quá, thụt cổ vào nằm im như chết. Sau đó, rùa con lại bò tới chân một bức tường. Thấy hang chuột, rùa con định chui vào thì một chú chuột ngăn lại: "Đây là nhà của chúng tôi, không phải nhà của bạn đâu, rùa ơi." Trông thấy một dòng sông nhỏ, rùa nghĩ: "Có lẽ nhà của mình ở dưới nước." Thế là rùa con nhảy xuống sông. Bơi được một quãng ngắn, rùa con đã mệt đứt cả hơi, đành bò lên bờ. Gặp ốc sên, rùa con lại hỏi: "Bạn có biết nhà tớ ở đâu không?" Ốc sên trả lời: "Ôi, bạn hãy nhìn tớ đây, rồi hãy nhìn lại lưng của mình mà xem." Bấy giờ, rùa con mới quay đầu nhìn lại cái mai của mình, rồi vừa tủm tỉm cười, vừa nói với ốc sên: "Cảm ơn bạn nhé, nhờ có bạn mà tớ đã tìm được nhà của mình rồi. Nào, các cháu hãy nghĩ thử xem nhà của rùa con ở đâu." Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy like, comment và subscribe cho kênh Cô Nga Mầm Non nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.